Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em Tuấn rất là vui khi gặp lại quý vị các bạn trong một video clip mới. Và hôm nay em xin phép được giới thiệu đến quý vị các bạn một dòng đài cũng rất là nổi tiếng của Sony. Dòng đài này thì nó thiên về tiếng bass rất là nhiều, một dòng đặc trưng của Megabass. Và đây là dòng đài có đôi loa khá là to nặng. Đây là chiếc đài Sony CFS1133S, một dòng đài mà nó có cả đường line-in. Khi chúng ta nghe qua chất âm của khi kết nối các bác kết nối với điện thoại, máy tính, tivi hoặc thiết bị thu Bluetooth thì nó cho ra chất âm cực kỳ là hay. Và chiếc đài này thì có một cái thân vỏ cũng không được đẹp lắm các bác nhé. Ở cái mức độ em đánh giá là góc độ trung bình thôi. Vì sao ạ? Vì thứ nhất là có một xíu cái những cái vết nhỏ nhỏ ở trên loa này. Cái vết này là vết mà ngày xưa họ để những cái vật đồ lên thì nó in lằn ở trên đấy, cũng vết thời gian thôi, cũng không phải là bị bẻ vỡ đâu. Và ở chỗ này cũng vậy, cũng có một xíu. Và mặt đằng trước này, chúng ta nhìn thấy phần chrome cũng không được đẹp lắm đúng không ạ? Nó hơi bị mờ theo năm tháng một xíu. Thế nhưng ngược lại, nó có những đặc điểm mà chúng ta quan tâm ở cái đài này là đôi loa zin, hoạt động tốt phần băng cassette, radio FM bắt rất nét, và đặc biệt là có cả đường line in đang hoạt động tốt. Đó là những cái thứ mà ta được. Và thân vỏ thì có thể là cũ theo thời gian nhưng ngược lại máy chạy rất tốt các bác nhé. Video này là dành cho các bác nào mà không quá cầu kỳ về phần bề ngoài, mà chúng ta chỉ quan tâm đến phần hoạt động của đài, thì có thể là mua cái đài này. Và giá thành của nó thì cực kỳ là vừa túi tiền, và em Tuấn bán giao lưu với giá chỉ có 1 triệu 600 ngàn đồng thôi, bao ship toàn quốc. Bác nào mà chuyển khoản đủ thì em Tuấn sẽ tặng các bác hai cuốn băng nhá, trị giá 200 ngàn đồng. Bác nào không lấy băng em trừ thẳng 200 ngàn vào giá luôn, chỉ còn 1 triệu tư thôi. Bác nào mà cọc 500 ngàn em gửi đài thì em sẽ tặng các bác một cuốn băng. Và tất nhiên là giá trên đã bao ship rồi, bao ship toàn quốc, và tặng các bác dây nguồn, dây line in đầy đủ. Các bác về chỉ việc chơi thôi. Và sau đây em Tuấn sẽ quay chi tiết về phần thân vỏ cũng như là hoạt động của đài để mời quý vị các bạn chúng ta cùng theo dõi. Bên kênh em Tuấn thì đặc biệt là ít khi em sơn tút dặm vá về phần nhựa lắm. Đặc biệt là muốn để nguyên, có như thế nào thì để vậy, và ưu tiên cái phần nguyên bản, phần zin. Loa bên trái này, nóc loa này, quai sách anten đầy đủ nhá, anten vẫn đang còn đẹp này, quai sách này. Và chúng ta để ý ở cái phần nút nhấn này, nó vẫn đang còn rất là đều nhau và hầu như nó không bị mờ nhiều các bác ạ. Nó vẫn khá là đẹp đúng không ạ? Loa bên phải này. Và đây chúng ta sẽ quan tâm đến phần cục giữa nhá. Chúng ta sẽ có một cái núm to bên trái là volume. Một phím bên phải là dò sóng tuning. Đấy, một nút chức năng băng cassette radio line-in. 3 chế độ, để ở dưới là băng cassette, ở giữa là radio và trên cùng là line-in. Nút cân loa và 5 cần gạt equalizer. Đây là rắc cắm line-in nhá, em cắm ra đằng sau để nó khỏi vướng. Em vòng ra bên này em cắm vào điện thoại. Đấy. Các bác có thể cắm đằng trước cũng được, rất là tiện. Ok, bên này là 4 băng tần của FM. Thì chúng ta có FM, FW1, FW2 và AM. Thì em thấy FM bắt rất là tốt. Còn 3 tần số còn lại thì em dò thì như là hai cái tần số này thì ban đêm, còn tần số AM thì không thấy bắt được đài, nhưng mà FM bắt rất đủ đài nhá, rất nét. Thì chủ yếu là chúng ta nghe FM thôi. Phía đằng sau nhá. Đấy. Cũng còn rất là đều máy đúng không ạ? Rất đẹp. Ở cái giá này thì chắc là ít khi mà có một con 1133 nào mà giá chỉ có 1 triệu 6 bao ship đâu. Cực kỳ là ít. Nắp pin này. Rắc nguồn, rắc cầu đấu dây loa. Đấy. Vẫn đang còn vuông thành sắc cạnh và khá là sạch sẽ. Ok, và sau đây mời quý vị các bạn chúng ta cùng thưởng thức phần chất âm của chiếc đài này qua em test cái băng cassette trước nhé. Em sẽ test cái cuốn của tiếng hát Duy Khánh này. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe nhé. Đây là cuốn Duy Khánh 2, một cái album cũng khá là nổi tiếng, gồm những cái bài mà hát về quê hương đất nước cũng rất là hay. Sao em ở lòng lúa khô ngoài đồng, sao em ở lòng người về đây xin may áo cưới tặng người yêu vui trong gió mới. Tôi đón em đi về, tôi đón em đi về xây dựng lại tình yêu. Don't
từ gành núi, 30 năm trời khổ đau nhiều rồi. Về đây hỡi người ơi, về đây hỡi người ơi. Tiếng cũng rất là hay đúng không ạ? Tiếng rất là rõ, to. Và cái tốc độ băng cũng rất là chuẩn. Và sau đây em Tuấn sẽ test qua phần radio. Và trước khi đến phần radio thì em Tuấn sẽ xin phép được kéo cái anten lên. Và ở bên chỗ em Tuấn thì như các bác đã biết, rất là nhiều đèn LED đang bật nên là nó cũng hơi sôi, mong các bác thông cảm nhé. Nhưng chiếc đài này bắt FM rất là nét nhé. Đây, mời quý vị các bạn này, ta sẽ cho nhỏ volume lại một xíu này. Gạt lên chức năng ở giữa nhá. Bắt rất tốt đấy. Bắt rất là tốt nhá. Dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh nói: chúng tôi biết là cái cơn bão số 1 này là cũng có những biến phức tạp và nó nâng cấp độ và rất là mạnh. Có một cái nội dung muốn trao đổi với cô, đó là trong sách ngữ văn lớp 6 chương trình đổi mới thì có một cái bài đấy là viết một bài thơ lục bát. Cô có con người một từng hộ nuôi trồng thủy sản một. Bắt rất là đủ đài. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt qua phần line in. Tiếng rất là hay. Cái đôi loa này nó cho ra chất âm cực kỳ là bát, rất là sâu và tiếng tép rất tơi nhá. Trần gian cho ta nhiều mơ mộng, cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời xanh. Người thì lao đao, còn người kia trông sáng giàu. Kiếp sống vô thường, quá nhiều khổ đau. Đời từ mây bay đâu ai. Riêng cái phần kết nối line in thì em đánh giá cao cái dòng 1133 này. Nó cho ra chất âm thì mạnh mẽ, tiếng bass thì sâu, tiếng tép rất là tơi. Các bác vừa thưởng thức đấy, chất âm rất là hay nhá. Cứ hơn thua tranh giành, cứ lanh quanh chưa tin như con thuyền lạ xưa biển khơi. Ai ơi sao. Ok. Và em Tuấn xin phép được dừng cái video test chiếc đài Sony 1133S ở đây. Và chiếc đài này thì em đang giao lưu với giá là 1.600.000 đồng, bao ship toàn quốc. Tặng các bác 2 cuốn băng khi bác nào chuyển khoản đủ. Và tặng các bác 1 cuốn băng khi bác nào cọc 500.000 em gửi đài nhé. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn trong suốt thời gian qua đã theo dõi kênh và ủng hộ em Tuấn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các video lần sau. Xin cảm ơn nhé.